Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì ở trong cái đề số 2 này thầy cũng đã giải xong cho em ở cái phần trắc nghiệm rồi. Ở trong clip ở tiết 1, không? Nó tầm khoảng 18 phút. Ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần 2, đó chính là phần tự luận. Phần này chiếm 8 điểm và thầy cũng yêu cầu các em về nhà giải rồi. Nên là chắc có lẽ chúng ta cũng đã có cái đáp án cho mình rồi đúng không nào? Rồi bây giờ thầy không nói nhiều nữa mà thầy sẽ đi vào trực tiếp ở bài số 1 luôn nha. Ok. Bài số 1 câu A thì nó dễ như như ăn cháo rồi đúng không? 1A này, 3x trừ 4 bằng 5. Cái bài này đưa mấy đứa lớp 6 nó giải cũng được em. Chuyển số âm 4 này qua bên đây, đổi dấu. Bằng 9. Tương đương x này sẽ bằng 9 chia cho 3 thì nó sẽ bằng 3 ở đây. Được chưa nào? Vậy chúng ta nhớ những cái dạng phương trình phải có kết luận nha. Nó cũng chiếm là 0,25 điểm nha. Vậy phương trình làm là nó phải đầy đủ cách trình bày để cho có cái tập nghiệm. S sẽ bằng là 3 xong. Dễ hay khó thì cũng phải có sự kết luận ở trong đó. Chúng ta đi sang câu B, ok chưa? X chia cho x trừ 1 trừ 2x chia x bình phương trừ 1 bằng 0. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Đối với cái bài đây á thì chúng ta thấy nó chính là cái phương trình chứa ẩn ở mẫu. Cái cách làm đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái điều kiện xác định, cái điều kiện xác định của chúng ta. Như vậy các em thấy là x mũ 2 trừ 1 này đó chính là hằng thức số 3. Chúng ta phải phân tích ra trở thành là x cộng 1 nhân x trừ 1. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây x mũ 2 trừ 1 là mẫu thức chung. Thì nó khi chúng ta viết ra thì chúng ta ngầm hiểu thầy nó là x trừ 1 nhân x cộng 1. Nhưng mà các em sẽ cho cái đấy khác không thì chúng ta sẽ tìm ra được cái điều kiện xác định chúng ta là nó sẽ là x khác 1 và x khác âm 1. Thì cái phần mà tìm điều kiện xác định thì chúng ta làm ngoài nháp cũng được. Ok. Được chưa nào? Rồi sau khi tìm điều kiện xác định xong chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Như vậy mẫu chung của chúng ta ở đây đó chính là x bình phương trừ 1, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ viết trở thành là x trừ 1 nhân cho x cộng 1. Ta ngầm hiểu thế. Như vậy thì ở đây nó có hai cái mẫu, hai cái phân thức. Như vậy ở đây thầy sẽ viết cái mẫu thức chung ra, x bình phương trừ 1 thì x bình phương trừ 1, cái tử ở đây là x, ở đây là 2x. Như vậy x bình phương trừ 1 nghĩa là x trừ 1 x cộng 1 chia ở đây cho x trừ 1, thì nó khi chia thì hai đây trực tiêu nhau thì nó còn là x cộng 1, chúng ta nhân ở đây cho x cộng 1, được chưa? X mũ 2 trừ 1 chia cho x mũ 2 trừ 1 thì bằng 1. Như vậy ngay chỗ đây chúng ta sẽ nhân cho số 1. Biết rằng là nhân số 1 thì không cần phải nhân cũng được, nhưng mà trong quá trình làm ta thể hiện thế để người ta biết à nó em này biết cách quy đồng này ha. Sau đó chúng ta triệt tiêu khử mẫu, được chưa? 2x sẽ bằng 0, tương đương tiếp tại vì 2x nhân 1 thì bằng 2x, chúng ta nhân vô x bình phương cộng x trừ 2x sẽ bằng 0. Như vậy đây nó sẽ ra được là x bình phương x x mà trừ cả 2x nghĩa là 1 trừ 2 thì bằng âm 1, nghĩa là âm x bằng 0. Tới đây chúng ta sẽ đặt x ra chung, bên trong còn là x trừ trừ 1 bằng 0. Ok. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra, ta suy ra một trường hợp là x này sẽ bằng 0 hoặc là x trừ 1 này sẽ bằng 0. Ta tương đương ở đây là x bằng 0 hoặc là x sẽ bằng bằng 1. Thì các em thấy là cái này là lấy này và cái này là loại này. Tại sao loại? Tại vì cái điều kiện của chúng ta ở đây là x khác 1, x khác âm 1, mà người ta giải ra đây là x bằng 1 nên ta sẽ không lấy. Cái được chưa nào? Đó. Vì là x bằng 1 không thỏa mãn cái điều kiện xác định nên ta sẽ loại. Sau đó chúng ta kết luận vậy phương trình đã cho có cái tập nghiệm đó chính là một nghiệm duy nhất, đó chính là x sẽ bằng bằng 0, được chưa? Bài 1 em câu A thì dễ rồi, câu B, câu B cũng dễ nhưng không khó.
Được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 2 nha. Ta đi sang bài số 2 các em. Giải bóc phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. À, đây thì ghi lại 3x cộng 5 chia 2 trừ 1 nhỏ bằng x cộng 2 chia 3 cộng x. À, thì đây các em thấy mẫu chung của 2 với 3 là số mấy? Số 6 chứng tỏ thì nhân đây cho 6, nhân đây cho 6, nhân đây cho 6 và nhân đây cho 6. Thì số 6 là số dương nên cái dấu này cùng chiều. Được chưa? Chúng ta cứ làm từng bước như vậy nha. Đây nhân 6 này, trừ 1 nhân 6 này. Đó. Vậy thôi. Nhưng mà các em thấy 6 chia 2 thì được 3 nhân ở đây. 3 nhân cho 3 x cộng 5. 1 nhân 6 là 6, nhỏ bằng là 6 chia 3 được 2. Ở đây, đó, 6 nhân x là 6x. Rồi chưa? Tương đương tiếp, 3 nhân 3 là 9x, 3 nhân 5 là bằng 15, trừ 6, 2x, cộng 4, cộng 6x. 9x cứ để đây đây, 15 trừ 6 thì bằng cộng 9, 2 cộng 6 là bằng 8x, cộng cho 4. Tới đây chúng ta sẽ chuyển cái 8x này qua đây đổi dấu và chuyển cái cộng 9 này qua bên đây đổi dấu. Ngày chúng ta thực hiện thao tác diễn ra cùng một lúc. Chuyển vế thì cái này nó không thay đổi về chiều của dấu nha. Đó, tham cộng ở đây thành trừ, đây cộng ở đây thành trừ đây, thấy chưa? Hiểu không nào? 9x trừ 8x thì còn là x, nhỏ bằng là 4 trừ cho 9 là bằng âm 5. Rồi, tới đây cái này chúng ta kết luận nha, chúng ta kết luận trước. Vậy cái bắc phương trình đã cho có tập nghiệm là ở đây đã chính là gì? X sẽ x nhỏ bằng âm 5. Bây giờ chúng ta dùng thước, chúng ta sẽ vẽ ha, biểu diễn trên trục số. Không em, âm 5 thì ở phía bên đây đây à. Như vậy thì ở đây em thấy là x nhỏ hơn hoặc bằng. Có dấu bằng này nó sẽ là ngọt gì? Ngọt vuông. Nếu không có dấu bằng này thì nó là ngọt tròn em nhé. Như vậy nhỏ hơn bằng âm 5. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ, đó, thấy chưa? Thì cái phần này chúng ta không lấy nghĩa chúng ta sẽ bỏ đi. Nó không phải là nghiệm của cái bắc phương trình này thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta chỉ lấy từ âm 5 trở đi, âm 5, âm 6, âm 7 gì đó ha. Đây, bài số 2, một điểm kia. Ở đây thầy ra cái đề mang tính chất là tham khảo nha. Chứ các em đừng hỏi thầy là, comment hỏi thầy, thầy ơi cái này có phải đúng cái đề của em thi không? Nếu mà thầy mà biết đúng cái đề của em thi, thầy cũng, bố thầy cũng không dám quay em à. Nếu quay phòng giáo dục hoặc là này nọ, kiện thầy cho chết à. Đúng không? Các em có hiểu ý thầy nó không bao giờ dám quay cho em được. Mà đây là những cái đề mà những cái năm trước mà thầy siêu tập để quay cho các em, để chúng ta tham khảo thôi. Nghĩa là tham khảo ở đây là tham khảo cái dạng đề. Người ta sẽ ra ở cái cấu trúc câu, nó sẽ ra ở bất định thức này, hay là về phương trình này, về tam giác đồng dạng này, vân vân. Các em hiểu ý thầy nói chứ nào? Chứ không ai biết được cái đề năm nay các em thi là ra chỗ nào các em ạ. Sao biết được? Đúng không? Rồi chúng ta đi sang bài số 3. Nên khi thầy tâm sự và chia sẻ như thế thì các em phải nhớ ôn tập theo những cái cấu trúc đề như vậy. Còn nó ra cái bài nào, toán riêng toán nó khác với những môn khác em. Không thể học tủ được đâu. Mà ở đây chúng ta phải biết cách làm thôi. Các em hiểu chưa nào? Chứ không phải nói giống như môn sinh, môn sử, môn địa thì học tủ. Không bao giờ có em. Riêng môn toán, môn hóa không bao giờ tủ được đâu. Ha. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Người ta yêu cầu em lập phương trình ha. Hai thùng dầu A và B có tất cả là 100 lít. Nghĩa là ở đây thể tích của A cộng thể tích của B là bằng 100 lít. Thầy đang tóm tắt nha, chưa giải nha. Nếu chuyển 18 lít dầu từ thùng A sang thùng B, nghĩa là chuyển từ A sang cho B là bằng 18 lít, thì số lượng dầu của hai thùng lại bằng nhau.
Vậy là khi đó VA sẽ bằng VB. Nếu chúng ta chuyển 18 lít qua, tính số lượng dầu ở mỗi thùng lúc ban đầu. Thì bài này rất là dễ đúng không nào? Nếu chúng ta gọi ở cái thùng A, cái thùng A này là X ha, thì cái thùng B này không phải là Y, mà nó tại vì tổng của hai anh á, đây nè, 100 lít thì chứng tỏ anh đây sẽ là 100 trừ cho X. Tại vì tổng cộng ở hai thùng cộng lại thì 100 lít, thì các em gọi cái số lít dầu của trong thùng A là X lít, thì cái thùng B này sẽ là 100 trừ X. Các em hiểu nào? Đó. Thì khi đó cái số lít dầu sâu của thùng A nó phải là gì các em? Tại vì anh chuyển từ A sang B là 18 lít. Như vậy lúc sau khi chuyển này, chuyển nghĩa là cái lấy cái dầu ban đầu trừ đi cho 18 lít. Đây là ở A này, còn ở B sẽ lấy là 100 trừ X thì anh ấy sẽ cộng vô cho 18. Một anh trừ ra thì một anh phải cộng vào. Các em có hiểu không? Thì khi đó cái số lít dầu này nó sẽ bằng nhau. Đây chính là cái phương trình chúng ta cần phải lập. Thầy đang phân tích để mà các em thấy được tại sao thầy lại ra được cái phương trình như thế. Chứ còn để mà thầy giải, thầy thưa rằng các em là rất là nhanh. Cái đề này thầy giải chắc không tới 40 phút đâu, còn 30 phút thôi. Nếu mà để thầy không nói gì hết mà cứ thầy im thầy làm ra thì rất là nhanh. Nhưng ở đây á, thầy muốn chúng ta phải hiểu cái nguyên lý làm bài, rồi cách trình bày, rồi cái dạng đề, rồi phải giải cho các em hiểu chứ. Giờ thầy không nói gì hết mà cứ đùng đùng thầy đặt bút, cây bút Doraemon này có thần kỳ đến mấy mà thầy không nói thì các em không bao giờ hiểu được. Các em hiểu chưa? Rồi, như vậy thì ở đây người ta yêu cầu tính cái số lít dầu của hai thùng AB thì chúng ta gọi. Người ta hỏi như người ta gọi đúng cái đấy cho thầy, gọi số lượng dầu ở thùng A. Nhớ là lúc ban đầu nhé, lúc đầu là ít hay nào, đơn vị đây là lít. Thì cái điều kiện của chúng ta ở đây, cái điều kiện này ít nó phải lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 18. Tại sao lớn hơn 18? Tại vì khi chuyển thì chuyển 18 lít, mà nếu như nó nhỏ 18 thì sao mà chuyển được? Các em có hiểu chưa? Đó, chúng ta vừa nhìn ở phía trên chúng ta sẽ lập được ngay. Thì khi đó thì cái số lượng dầu ở thùng B cũng là lúc đầu nha, là 100 trừ x lít. Em có hiểu nè, tại vì tổng cộng của hai thùng là 100 lít. Ok, tiếp tục. Số lít dầu lúc sau, nghĩa là sau khi chuyển em thùng A là chúng ta lấy ban đầu trừ đi cho 18 lít. Còn số lít dầu lúc sau của thùng B, em hiểu chưa nào, là chúng ta sẽ lấy 100 trừ cho x và cộng cho 18. Đó, ok. Như vậy thì theo đề bài ta có phương trình. Như vậy khi đó cái thể tích của hai thùng này bằng nhau, nghĩa là chúng ta có x trừ 18 sẽ bằng 100 trừ x cộng cho 18. Được chưa? Chúng ta sẽ giải ra, chúng ta chuyển vế đổi dấu nha. X ở đây các em ghi lại, cái trừ x này ha, chuyển qua đây trở thành cộng x. 100 cộng 18 ở đây, chúng ta chuyển ở đây qua cộng 18 ở đây. Đây này, chuyển cái âm 18 qua đây, cộng 18 ở đây. Như vậy x cộng 2x, x là bằng 2x. Ở đây là 36, nghĩa là đây 136. Chúng ta chia 2 ra, như vậy x này sẽ bằng 60, 68. Như vậy ở đây là nó thỏa mãn điều kiện bài toán, nghĩa là chúng ta sẽ lấy nè. Vậy số lượng dầu ở thùng A lúc đầu là bao nhiêu lít em? 68 lít. Thì khi đó cái số lượng dầu
thùng B lúc đầu ha, là chúng ta lấy 100 trừ cho 68 thì ra được là 32 lít. Xong. Các em hiểu không? Ok. Được chưa? Ta phải lập luận, suy nghĩ, đọc cho kỹ cái đề của dạng này. Người ta cho cái số liệu là chúng ta phải tận dụng hết. Chứ mà các em bỏ thừa ra một cái dữ kiện nào đó là coi như sai rồi đấy. Được chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang bài số 4 nha. Tới cái bài hình học này. Ok. Rồi, ta có bài số 4 nha. Phần hình ha. Phần hình đa số chúng ta đều sợ. Cho tam giác ABC có 3 cái góc nhọn, nghĩa là không có góc nào vuông, là tù hoặc là bẹt. Trong đó là AB bằng 2 và AC bằng 4. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho cái góc, ở đây cái góc này ABM sẽ bằng là ACM, ACB. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ hình thành cái tam giác ABC đây. Chúng ta bảo là cả ba góc đều nhọn, nên chúng ta vẽ tránh vẽ cái tam giác vuông ha. Như vậy chúng ta có đây là A, B, C. Trong đó AB thì bằng 2 và AC thì bằng 4. Tại vì các vị em chưa chính xác lắm ha. Thôi các em cứ hình dung như thế đi, được chưa nào? Trên cạnh AC lấy điểm M, trên cạnh đây này, sao cho cái góc ABM, ABM sẽ bằng góc ACB, nghĩa là góc này sẽ bằng góc góc MM. Như vậy thì chúng ta phải căn. Chúng ta nếu thầy vẽ như này thì là đây. Nghĩa là cái góc này này sẽ bằng góc đây. Đó. Hiểu chưa? Rồi. Ở đây thầy sẽ làm lần lượt cho các em ở câu A nha. Các em thấy chưa? Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh tam giác ABM đồng dạng với cái tam giác ACB. Không? Thì cái câu này rất là dễ. Cái câu này dễ chỗ nào? Tại vì người ta đã cho hai góc này bằng nhau rồi. Mà ở đây các em thấy có góc A là góc chung này, nên hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc. Câu này dễ như ăn cháo đúng không? Người ta ở đây người ta cho như thế là để chúng ta lấy điểm ha. Như vậy đầu tiên chúng ta cũng xét cái tam giác ABM và cái tam giác ACB có như vậy. Ở đây chúng ta có góc A là góc chung ha. Ta có cái góc AMB sẽ bằng góc ACB. Ở đây các em ghi thầy là giả thiết, được chưa? Nên do đó cái tam giác ABM sẽ đồng dạng với tam giác ACB theo trường hợp là góc góc. Xong thì phải chứng minh nhé. Ta xem câu B. Câu B người ta đây là gì các em? Người ta yêu cầu là tính AM. Ở đây người ta yêu cầu tính cái này các em, AM, thấy không? Thấy AM không nè? Như vậy thì ở đây tính AM thì chúng ta thấy rằng là gì? Để tính được AM thì chúng ta cũng dựa vào cái cặp tam giác này đã tỷ lệ rồi này. Hả? Thì chúng ta lập cặp tỷ lệ thì chúng ta sẽ tính được ngay thôi. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là vì cái tam giác ABM đồng dạng với tam giác ACB. Ha, theo câu A ha. Hoặc là các em ghi chứng minh trên cũng được, hay các em ghi theo câu A cũng được ha. Nên là ở đây chúng ta sẽ suy ra cái cặp tỷ lệ,
Ở đây người ta cho các em ở đây là AB với lại BC đúng không nào? Như vậy thì chúng ta có là gì? Các em ở đây người ta cho A, thầy xin lỗi hôm đấy AB với lại AC nhé. Thầy lại ghi đây là BC, đây là AC nhé. Được nè. Thầy nhiều lúc nó sai mấy cái ngớ ngẩn em. Miệng thì nói AC mà tay là đánh BC thôi. Như vậy bây giờ chúng ta có là AB. AB này thì trên AC. AM này thì trên A AB. Chúng ta sẽ nhân chéo lên. Ta lấy AB nhân AB sẽ bằng AM nhân cho AC. Từ đây thầy suy ra AM, AB nhân AB nghĩa là AB bình phương sẽ chia cho AC. Như vậy thì AB bình phương, AB chúng ta là bằng 2 bình phương, đây chia cho 4 sẽ bằng 4 chia 4 thì sẽ bằng 1. Vậy AM sẽ bằng 1 cm. Em có hiểu chưa? Đó. Ok. Rồi. Đây sang câu C. Câu C các em. Ở đây người ta yêu cầu người ta vẽ tiếp cái hình này. Từ A kẻ AH vuông góc với lại BC. Đây các em. Được chưa nào? AK vuông góc với BM. Đó. Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh rằng là AB nhân cho AK sẽ bằng AM nhân cho AH. Các em thấy chưa nào? Đó. Như vậy thì các em nhìn trên hình này hướng dẫn trước rồi thầy sẽ ghi sau. Ở đây các em thấy để chứng minh được cái cặp tỷ lệ là AB ha, AB nhân cho AK sẽ bằng AM nhân cho AH. Thì chúng ta làm như thế nào này? Ở đây chúng ta thấy là vì nãy chúng ta đã chứng minh được hai tam giác AMB với lại là ACB đồng dạng. Nên chúng ta sẽ suy ra được là cái góc gì em? Cái góc AMB nó sẽ bằng cái góc ABC theo cái định nghĩa của hai tam giác đồng dạng. Được chưa nào? Nên ở đây chúng ta sẽ suy ra tiếp được cái gì em? Bạn nào biết? Ta suy ra được cái góc AMK sẽ bằng với cái góc ABH. Góc này này sẽ bằng góc ABH đây. Mục đích để tí nữa chúng ta lại tiếp tục xét hai tam giác đó chính là AHB với lại là AKM. Thì các em thấy cái góc này và góc này đồng dạng và hai góc này bằng nhau bằng 90 độ này. Nên hai cái tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Nên chúng ta sẽ suy ra được cái tỷ lệ hồi nãy thôi. Các em có hiểu chưa? Đó. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có này. Vì cái tam giác ABM đó nào, đồng dạng với cái tam giác ACB chứng minh trên nha. Nên theo câu A nha. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái góc AMB sẽ bằng với tương ứng là ABC ha. Theo cái định nghĩa hai tam giác đồng dạng. Ta ghi rõ ra như vậy thì chúng ta mới đầy đủ được cái điểm số của mình ha. Nên từ đây chúng ta mà cái góc AMB này cũng chính là cái góc AM AMK ABC thì nó cũng chính là AB ABH, nó cũng chính là góc B thôi các em ha. Ở đây chúng ta có thể mở đơn nào vì K thuộc BM với lại là H thuộc BC. Được chưa? Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ xét cái tam giác AHB và cái tam giác AKM. Đó nè, có ta có góc AHB sẽ bằng góc AKM sẽ bằng 90 độ tại vì nó vuông ha. Ở đây chúng ta có thể mở đơn ra đây là vì AH vuông góc với BC và
AK vuông góc với lại BM M. Đó. Một cái yếu tố thứ hai mà người ta vừa mới chứng minh đó chính là ABH bằng góc AMK. Đó. Đây các em ghi thì là chứng minh trên. Do đó cái tam giác AHB sẽ đồng dạng với cái tam giác AKM theo trường hợp là góc góc ta phải mở ngoặc ra như vậy. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra, ta sẽ lập được cái tỷ lệ là AH chia cho AK sẽ bằng AB chia cho AM. Ha. Ở đây chúng ta theo định nghĩa của hai tam giác đồng dạng. Là ghi tắt nha. Nên từ đây chúng ta suy ra nhân chéo này. Nên chúng ta suy ra AH sẽ nhân cho AM M sẽ bằng là gì? AB nhân cho AK đều phải chứng minh. Xong. Hiểu chưa? Chúng ta còn câu nữa nha. Câu D nữa các em ạ. Câu D là chứng minh rằng là ở đây cái tam giác AHB AHB sẽ bằng là 4 lần cái diện tích, đây là cái diện tích em của cái tam giác AKM AKM. Các em thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Vì chúng ta đã chứng minh được hai cái tam giác này như nào đồng dạng với nhau rồi, chứng minh trên. Nên chúng ta suy ra được cái diện tích của cái tam giác này chia cho tỷ lệ diện tích của tam giác này. Nghĩa là nó bằng cái gì các em? Đó. Có phải là nó bằng khi đó nó bằng AB chia cho AM tất cả gì? Tất cả bình phương, có đúng chưa nào? Rồi. Như vậy thì cái bài này, cái câu này cũng khá là đơn giản sau khi chúng ta đã có đồng dạng rồi. Ở đây chúng ta có là vì cái tam giác AHB đồng dạng hết giấy nha. Đủ mức AKM. Ở đây các em ghi thì là chứng minh. Chứng minh trên nha. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái diện tích của cái tam giác AHB chia cho gì? S của AKM thì nó chính bằng là gì? AB chia cho AM bình phương thì có phải bằng 2 chia M AM chúng ta bằng tính bằng 1 ha? Thì nó sẽ bằng 4. Ok. Nên từ đây thầy sẽ suy ra S của AHB, ghi nhỏ chút xíu nha em nhé, sẽ bằng 4 lần S của AKM M đều phải chứng minh. Xong. Đây các em, cái đề bài này ở chỗ các em cần nóng các em, chỗ thầy nó nóng muốn chết luôn á, mà thầy không dám bật quạt, phải ráng chịu đựng để mà ngồi để mà giải cho các em, cho bật quạt lên nó ồn nha. Nên nhiều lúc chúng ta cũng phải thương thầy một chút xíu nhé. Mắt thì lúc nào trong trạng thái đỏ em, tại vì ngồi dưới bóng điện led á, rồi họng thì lúc nào cũng đau, mồ hôi thì lúc nào cũng chảy, miệng thì lúc nào cũng khàn, bụng thì lúc nào cũng đói. Có vẻ thầy than hơi bị nhiều đấy. Một số bạn comment, ôi thầy than vậy thầy nghỉ đi. Nhưng mà thầy không chấp nhận cái từ comment gọi là trị trâu và thiếu suy nghĩ của một số em. Nói chung là thầy vẫn quyết định gắn bó với các em mà. À, rồi, thầy nên thầy chấp nhận hết. Ok, chúng ta đi sang bài cuối cùng là bài số 5 nha. Bài này khó nhất các em nè. Chúng ta có làm ra được bài đen. Bài này bữa trước thầy nói hướng dẫn theo bất công thức Cauchy các em. Ở đây người ta cho là 3 số dương ABC và trong đó là A cộng B cộng C bằng 1 nha. Nhớ giùm thầy nha. Người ta yêu cầu các em chứng minh rằng là 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C lớn hơn bằng 9. Như vậy đầu tiên ở đây chúng ta xuất phát từ đây nè. Vì bài số 5 này. Vì A cộng B cộng C thì bằng 1. Có đúng như nào? Nên bây giờ chúng ta sẽ xét cái này nè. Ta sẽ xét xuất phát từ chỗ này nè, cái này 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C thì có phải là thầy đóng mở ngoặc lấy 1 nhân ở đây cho gì? Nghĩa là nó đâu có thay đổi đâu các em.
có thay đổi không? Không có gì thay đổi cả, tại vì thầy đóng mở ngoặc nhân ở đây chấm 1, có được chưa nào? Thầy bằng tiếp, mà ở số 1 này thầy sẽ thế bởi là a cộng b cộng c, tại vì a cộng b cộng c bằng 1 này. Như vậy ở đây thầy sẽ nhân cho a cộng b cộng c 1 phần a cộng 1 phần b và cộng 1 phần phần c. Các em có hiểu chưa nào? Rồi thầy vẫn để cái đề không nó trôi lên. Rồi tiếp tục, bây giờ thầy sẽ như thế nào được em? Thầy sẽ nhân vào, thầy lấy a này này, nhân vào đây, nhân vào đây, nhân vào đây, xong cái a này thầy lấy b, nhân vào đây, nhân vào đây, nhân vào đây, c nhân vào đây, nhân vào đây, nhân vào đây ha. Bây giờ thầy làm a trước, a nhân 1 phần a thì nó sẽ bằng 1 này, tại vì a chia a là hết, còn là số 1. Nhân vào đây thì nó sẽ ra được a phần b cộng cho a phần c, đó là xong cái a. Tiếp tới cái b thì nó ra được là b phần a cộng cho 1 cộng cho b phần phần c, có đúng chưa? Đó, tiếp tục tới cái c, nghĩa là ở đây là c phần a cộng cho c phần b, và ở đây chắc chắn cộng cho 1, có đúng không? Tại vì 1 phần c nhân c thì bằng 1, hiểu chưa? Như vậy ở đây các em thấy là 1 cộng 1 cộng 1 đây là chính là bằng 3. Ok, cộng thầy sẽ nhóm nè, các em để ý này, a phần b cộng với lại b phần a một nhóm, để tí nữa chúng ta sẽ áp dụng bất công thức Cauchy đối với hai số này. Ok, cộng tiếp tục, ở đây là a phần c thì thầy nhóm đây c phần a đó. Cộng cái gì nữa các em? B phần c thì đây sẽ là c phần b. Tới chỗ đây chắc hiểu rồi phải không? Hiểu chưa? Khá là dễ hiểu đúng không? Ở đây chúng ta sẽ áp dụng bất công thức Cauchy nha. Vì a phải b phải c là các cái số dương nên theo bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Cauchy, cái bất đẳng thức Cauchy này lên lớp 10 chúng ta học nghiên cứu rất là kỹ luôn các em nha. Còn đối với đây chỉ áp dụng những bài toán nâng cao thì chúng ta mới áp dụng thôi. Đối với hai số thì chúng ta có a phần b cộng cho b phần a thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng cái gì? 2 nhân cho căn bậc 2 của a phần b nhân cho b phần phần a, mà a phần b nhân cho b phần a thì nó sẽ bằng ở đây là số 2 này. Nghĩa là a phần b cộng b phần a thì nó sẽ lớn hơn bằng 2. Tiếp tục áp dụng với ngọt này và áp dụng với ngọt này. Hiểu chưa? Các em hiểu không? Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta cũng có a phần c cộng cho c phần a thì nó sẽ lớn 2 nhân cho căn bậc 2 của a phần c nhân cho c phần phần a thì cái này cũng bằng 2. Tương tự với cái ngọt này, b phần c cộng cho c phần b sẽ lớn bằng 2 nhân cho căn bậc 2 của a phần thể loại b phần c nhân cho c phần b thì cái này cũng bằng 2. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì các em? Ta suy ra ở đây là 1 phần a cộng 1 phần b cộng 1 phần c thôi, thì nó sẽ lớn hơn bằng gì? Đây này, nhìn này này, tại vì chúng ta xuất phát biến đổi là từ cái này, nó xuống một lọt đây, các em thấy không? Các thấy tới đây chưa? Tới đây thì nó sẽ ra được ngay đây là số 3 này. Số 3 này, các em thấy không? Số 3, ngay chỗ đây là số mấy? Số 2, số 2, số 2 đó. Đấy, thấy chưa? Thì lớn hơn ra được là 3 cộng 2, cộng 2, cộng 2. Các em hiểu không? Nên ta suy ra ở đây tiếp là 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C sẽ lớn hơn bằng 9, tại vì cộng lại là bằng 9. Vậy ta kết luận là 1 phần A cộng 1 phần B 1 phần C lớn bằng 9. Và cái dấu bằng là này, nó xảy ra khi nào các em? Khi A bằng B bằng C sẽ bằng 1 phần 3. Ok, bài này chúng ta phải làm như thế nha. Rất là hay đúng không nè? Đó, các em nhìn giùm thầy cái bài số 5 đó. Biết đâu được cái đề bài năm nay nó lại ra đúng cái bài này sao? Nhưng mà không thuộc lòng được đâu các em. Phải biết cách chứng minh kìa, phải biết cách vận dụng bất đẳng thức Cauchy vào các cái số dương, phải không? Những dạng này cực kỳ khó các em nhé, dành cho học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Chứ học sinh tầm thường thì chắc những bài này không bao giờ làm ra được nha. Thầy dám cá với em cái gì cũng cá đấy. Ok, clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em. Nếu rảnh thầy sẽ quay cho em một đề nữa, đề số 3 nữa. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.